Thưa quý vị, dù sở hữu thị trường có tỷ suất tăng trưởng hàng đầu thế giới, nhưng các doanh nghiệp trong ngành mỹ phẩm tại Việt Nam lại đang gặp khó khăn ngay trên sân nhà bởi có khoảng 90% thị phần mỹ phẩm tại Việt Nam đang thuộc về các nhãn hàng nước ngoài. Mặc dù chỉ chiếm khoảng 10% thị phần, song các công ty mỹ phẩm Việt Nam vẫn đang nỗ lực giành lại thị trường với mức doanh thu cao hơn trong tương lai. Việt Nam với lợi thế là dân số trẻ chiếm đa số và luôn cập nhật các xu hướng làm đẹp thế giới nên được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng cho ngành mỹ phẩm và chăm sóc sắc đẹp. Bắt nguồn với niềm đam mê tạo ra các sản phẩm mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, công ty Lucky Star đã ra đời và từng bước tạo được chỗ đứng vững chắc không chỉ về mỹ phẩm mà còn ở lĩnh vực dược, hóa mỹ phẩm chỉ sau 7 năm xây dựng và phát triển. Hiện nay, Lucky Star được biết đến với lợi thế vượt trội là sản xuất, phân phối và gia công nhiều dòng mỹ phẩm. Ngoài ra, Lucky Star đã đầu tư nhà máy đạt chuẩn cGMP, công nghệ và máy móc tiên tiến với mong muốn trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và gia công sản phẩm theo nhu cầu và thị hiếu của khách hàng. Trong năm 2022 này, chúng tôi sẽ cố gắng đẩy mạnh mặt hàng của mình, những mặt hàng chủ lực như gọi là đen, gọi bưởi và dung dịch vệ sinh phụ nữ đi ra thị trường quốc tế. Trong trường cũng đã xài và sử dụng rất nhiều mỹ phẩm của dược phẩm Lucky Star. Trang trường cảm thấy là tất cả sản phẩm của Lucky Star luôn sử dụng nguyên liệu hoàn toàn là thiên nhiên nên trang trường cảm thấy an tâm và an toàn khi sử dụng nữa. Với lợi thế vượt trội về sản xuất và gia công hóa dược mỹ phẩm, hiện nay, Lucky Star đã trở thành đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ gia công dược mỹ phẩm trọn gói, từ tư vấn công thức sản phẩm, thử nghiệm, thiết kế, bao bì, in ấn đến đăng ký công bố pháp lý sản phẩm. Công ty cũng đã cho ra đời hơn 70 sản phẩm, trong đó có nhiều sản phẩm nổi tiếng được nhiều người lựa chọn như dầu gội bưởi, gội là đen, sữa tắm, xịt kháng khuẩn và mới đây nhất là dòng sản phẩm gội là đen, gội là nâu. Lucky Star đã vinh dự trở thành đối tác cao cấp cho các chuỗi nhà thuốc thương hiệu lớn và được nhiều chuỗi nhà thuốc tin dùng. Đây chính là những tiền đề vững chắc để công ty đạt được mục tiêu vươn tầm thế giới.